Vâng, xin chào. Tôi có một lô lọc rất nhiều về đây, tôi quay giới thiệu các bác. Các bác nào có nhu cầu thì tìm hiểu, cũng như là có nhu cầu mua thì đặt hàng. Đây là có khoảng đến xem nào. Nói chung tầm gần 20 con lọc, cả của Nhật và của Hàn, rất nhiều luôn. Toàn những mẫu sang trọng, đẳng cấp, chất âm cao cấp, rất nhiều nên là không thể cắm điện và cung cấp đủ nguồn âm thanh cho nó phát được, vì nó không có dây nhiều. Có dây thì có, nhưng mà cắm vào thì nó không đủ đầu đĩa. Nếu cắm vào đầu đĩa thì phải chia ra rất nhiều, một tách, hai tách, ba thì mới đủ để cắm cho đống lọc rồi. 4-5 cái thì được, nhưng nhiều không đủ, rất nhiều luôn. Ba chồng đèn nháy rất đẹp. Trong những mẫu này có một vài con đèn nháy full. Có đang hiện tại có 3 con lọc Nhật, còn lại đa phần là của Hàn. Của Hàn thì hình thức thì nó đẹp, nó sang trọng. Của Nhật thì trông nó đơn giản. Đây, quay từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới là một con Inkel Technic. Inkel Anam. Anam này cũng khá nổi tiếng, bán rất nhiều người ưa chuộng Inkel và Technic dưới cùng. Tiếp theo là mẫu lọc Cohel GBC Lotte 7500 Lotte Inkel mặt vàng Eroica. Con Eroica vàng chanh này với lại con Eroica trên cùng này, nó là một các bác nhá. Nó một con màu đen, một con màu vàng chanh này. Còn bên này là cũng Lotte, Eroica, Eroica, Lotte, cơ bản như vậy. Tôi đăng tổng vào đây, các bác nào có nhu cầu thì đến xem hoặc là chỉ tôi từng con một thì tôi bán thôi. Chứ còn nó nhiều quá nên không đăng chi tiết được từng con một, rất thùng cả. Thế tôi xin nhắc giá từng con. Còn đây là con Inkel 5500, cần gạt. Bán với giá là 3,2 triệu đồng. Cần gạt của lọc Hàn thì tiếng khá là trung thực. Cần rất nhiều cần, 3 này, 6, 9 cần một vệ. Đây nó có phím bấm này. Tôi bán giá mềm cho các bác. Phím bấm để chọn các đường vào. Tiếp theo là con Technic 8058. Con này tôi đã bán nhiều rồi. Con này bán giá 5,5 triệu đồng. Đây. Nút bấm điện tử hai bên, nó giống con 70 lọc Pioneer Band 7. 5,5 triệu. Tiếp theo là Inkel màu đen, bán giá là 3,3 triệu. 6010, nói luôn là 6010 và 5010 thì nó là một thôi, nó theo đợt sản xuất mà nó ghi mã. Và tiếp theo là mẫu lọc Anam đèn full, Anam AE1880. Con này rất nhiều người tìm kiếm vì đèn nó rộng, nhưng cứ mỗi con một vẻ. Con này đèn hai bên cũng khá đẹp luôn. Đây nó giống con vàng chanh đang nháy này, nó cùng mã. Như thế màu vàng chanh thì nó đắt hơn 500, màu vàng chanh tôi bán 3,8 triệu. Con Inkel dưới hai con giống nhau, 3,3 triệu. Còn con Technic dưới cùng là SEGE70, bán giá 5,5 triệu đồng. Hàng cực kỳ đẹp luôn, trông nó rất là lì. Nút bấm điện tử lên xuống tần số, trông lọc rất là lì luôn. Đặc trưng của Nhật, vẻ đẹp của Nhật thì là nó đơn giản, vẻ đẹp của Hàn thì trông nó rực rỡ luôn, nó kiểu nó nhìn nó bắt mắt luôn. Còn của Nhật thì càng nhìn càng đẹp, nó giống như ô tô. Nếu bác nào để ý ô tô thì sẽ cảm nhận được điều đấy. Tiếp theo bên này là mẫu lọc Cohel. Cohel này tôi bán 4,5 triệu đồng, 1.300, đồng giá với con Cohel 5.300 màu vàng chanh. Nó là một thôi, của hãng Eroica Hàn Quốc, 4,5 triệu đồng. Tiếp theo là mẫu lọc LG, mã là 472, bán giá 5 triệu đồng. À nhầm, xin lỗi, GVC. GVC của Nhật, Sia.
5 triệu đồng. Tiếp theo là hai mẫu lọc khối gỗ rất sang trọng của Lotte LG. Những cái con này thì đa phần tôi đã có video trên mạng, nếu bác nào tìm hiểu kỹ thì gõ cái model Lotte LG 7500 nó ra, bán 4,5 triệu đồng một con. Hiện tại đang có hai con trồng trên và trồng dưới. Tiếp theo là cũng Lotte. Lotte này là mã 515, bán giá là 4,5 triệu một con. Con này thì cần gạt hai phía và đèn nháy hai bên. Rất tiện, còn con trên nó là phím bấm điện tử. Đây, con lọc vàng chanh tiếp theo Inkel 5010, nó cũng giống 6010, bán 3,8 triệu. Và tiếp theo là con lọc nó đặt theo tên từng model nhá, Tewang, như ở đây nó vẫn Eroica này, các bác nhìn là Eroica. Bán giá là 4,5 triệu. Phím bấm điện tử phía trong. Đây. Đây. Con này tiếng cực hay luôn. Tiếp theo là con Lotte phía dưới cùng, cũng 7500, bán giá 4,5 triệu. Còn bên này cũng là các mẫu lọc của Hàn. Con trên cùng 2,8 triệu, LG 960, giá mềm, phím bấm điện tử. Eroica 609SG, bán giá 4,5 triệu. Cần gạt điện tử, cần gạt cơ, phím nháy điện tử, đèn nháy điện tử. Đây con này lọc Eroica 707SG, bán giá 2,5 triệu. Còn Lotte cuối cùng bán giá 3,5 triệu. Lotte 700, LG 700. Đấy, cơ bản là tôi nói qua giá cho các bác xem. Còn bác nào mà mua thì tôi sẽ, trước khi gửi hàng thì sẽ quay video chi tiết từng con một, cũng như là để hướng dẫn cũng như là giới thiệu cho các bác khách hàng xem mạng để biết cách sử dụng. Còn nó nhiều quá thì không thể quay chi tiết từng con được vì không đủ nguồn điện, cũng như là nguồn điện thì đủ nhưng mà cái khó là cắm dây tín hiệu cấp nhạc cho nó nháy, nó rất khó. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bác mua hàng thì đặt cọc tôi khoảng 1-2 triệu, tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi, phí vận chuyển người mua phải chịu. Vì mình không đến được thì mình phải tính tiền vận chuyển cho nhà vận chuyển. Xin cảm ơn.